một ngày nào đó hoặc khi nào đúng lúc họ làm ngay những gì cần làm. Kinh Thánh chép, nếu con chờ đợi những điều kiện hoàn hảo, con sẽ chẳng làm được chuyện gì. Hãy quan tâm xuyên nào đoàn 11 câu thứ tư. Đó là hãy cấp lê ta nè. Nếu mà hãy bự, nó không còn. Con chẳng làm chuyện gì được. Anh chị hãy là ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta có thể với những gì chúng ta có. Bất cứ những công việc gì chúng ta có thể làm, có thể nhìn chúng ta có. Hãy quanh tầm Colossae. Tầm Cồn Colossae. Colossae. Anh tầm Colossae. Colossae đoạn 3 câu 23. Mon tin khăn mày bư bư hôm mà lẽ nuôi nằm nằm bù hè bư mà còn anh ra lẽ mò đi mà bù nơi ô bư lẽ nuôi nằm hè một bư mà còn bù nơi ô hè bư nơi bư ra đó là quan điểm hè, đó là hè đầy tớ hè phải hết sức mình. Hãy nhớ trong tầm phần thứ tư là thanh đạt của người đầy tớ phần thứ tư. Nhưng đầy tớ thật luôn trung tín cho công việc, trong công việc, trung tín trong công việc. Thật là hãy đời kiếp từ nhớ, từ bư, từ an đó đi. Hãy phải trung tín. Người đầy tớ luôn làm trọn công việc, trách nhiệm của mình, giữ lời hứa và làm trọn các cam kết. Họ không bỏ dở công việc nửa chừng và cũng không rút lui khi gặp khó khăn. Họ rất đáng tin cậy. Đây là một thử thách Đức Chúa Trời đang thử thách sự trung tín của chúng ta. Nếu chúng ta vượt qua được thử thách này, chúng ta ở trong nhóm những người đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Trong nhóm như là nhóm trong Abraham, Môi-se, Samuel, David, Daniel, Timothy và Phaolô, tất cả được gọi là những người đại tớ trung tín của Đức Chúa Trời. Là hệ ghét trung tin này hệ nằm trong phòng tư nhóm Abraham, Môi-se, Samuel, David, Samuel, Timothy, Phaolô đây chỉ hệ tu tâm Paul bằng hiện ghét nào nên hết nào đi tu can bản can bằng trận đủ là hệ nên hết nào đấy hệ tu trong tâm nhóm Abraham.